Đêm về ba hôn chúng con,
sao
ót đưa sen hồng. Tên này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mộng đời tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân. Chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đóng hết lúa thóm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé,
bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào. Theo ngày tháng trôi nâng
trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nên để cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Dân Thái Dương rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi lưng ba còng mắt kém tay run, ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng. Ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thai sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời.
cho con, xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng đi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa cười, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây, chân gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui
đã sáng soi về muôn lối biển khơi, ngàn trùng dương lớp trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy ngài, nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau và từ đây sống trong ánh sáng đạo bao nghi nan
ngoan ngoan khiêm, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin quy
chắp tay niệm Phật mười phương, đạo giảng chân lý mở đường độ sinh. Chắp tay niệm Phật kinh thành, mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tà thân mẫn thế tôn đau màu bản truyền, vì chúng sanh ở nơi ta bà tham sâu. Trời ma pháp biết bao điều tàn khôn lường, cuồng phong bao dông khắp nơi lầm than. Ngài khuyên tu thoáng qua kiếp người luân hồi, đừng sân si để tâm muôn phiền đau buồn. Vượt qua bao khổ đau cuộc đời mê lầm, hãy mau tiến tu để qua trầm. Đời đời ta ghi nhớ lời giảng cao quý ấy, quyết chí tu theo gương tự thân. Thứ ba thứ hai, tại một nơi làng quê có một ngôi chùa nhỏ thô sơ nhưng rất thân thương, mang đậm nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt. Những ngày bình thường thì chỉ có một vài thầy chuyên tu từ thọ sống rất giản dị và thỉnh thoảng có một ít khách vãng lai. Nhưng đến những ngày cuối tuần thì có những nhóm Phật tử luôn phiên sinh hoạt tập tu do quý thầy hướng dẫn và chỉ dạy. Hôm nọ cũng là ngày cuối tuần, vào một buổi sáng tinh sương tiết mùa thu khi trời lạnh lạnh, sau thời công phu sáng khoảng hơn 7 giờ, thì có một Phật tử bỗng nhiên choáng váng mặt mày say sẩm. Các đầu bên cạnh trông thấy nghĩ là bị trúng gió rồi như là cạo gió. Khoảng 10 phút sau thì ngất xỉu liệm đi, không nghe biết gì nữa. Lúc đó những đạo hữu xung quanh liền hốt hoảng kêu thầy trụ trì cứu: "Thầy ơi, có người bị xỉu rồi." Khi đó thượng tọa Trụ Trì vội vã chạy đến, liền làm những động tác hô hấp cấp cứu. Mấy phút sau thì Phật tử này tỉnh lại rồi gọi cho gia đình biết và chở đi bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám cho biết ông này ven chính bị nghẹt máu không về tim và lưu thông được, còn phải nằm lại bệnh viện. Bệnh trưởng để bác sĩ theo dõi và dùng thuốc và sẽ đưa đến bệnh viện chuyên về tim để đốt lên, tức là soi thông ve bị nghẹt. Sau một thời gian dùng thuốc cũng như đốt lên xong thì Phật tử ấy liền khỏe lại và sức khỏe trở lại bình thường. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý vị,
người Phật tử năm xưa đó không ai cắt đặt. Chính là con Quảng Sinh Trình Quang. Nhớ lại ngày đó đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi, chúng con cứ động nghĩ hoài, rây rứt, nhất là những năm gần đây, trường hợp của con xảy ra nơi khác, hoặc giả không gặp được Thầy Minh Giác. Thì con các con có còn ở trên đời này để về chùa nữa không? Thật là đúng một phước duyên làm, thật là phước duyên đó trong cuộc đời con. Khi Thầy biên giới cho con thắp danh là Quảng Sinh, giống như con được tái sinh lần thứ 27. Và bây giờ con phải làm gì để vơi bớt những sự ngẫm nghĩ đó? Chúng con sẽ nghĩ rằng thời gian quá khứ hoặc kiếp trước chúng con có gieo một ít hột giống bò, nên kiếp này con được đến ở trên đất mạnh, mình rất tự do, còn quỷ với Thầy được học Phật Pháp, và hơn nữa vừa rồi được quý ông cứu hộ qua khỏi đồng kinh mạng này, đó là một phước báo vô cùng lớn lao. Đến đây con chợt nhớ lời thân phụ của dạy của chúng con, các con nên luôn nhớ ơn những người cứu giúp con và ban ơn chỉ dạy những điều tốt đẹp cho mình. Các con có như vậy mới xứng đáng là người con quý mạng. Kính bạch quý Thầy, kính thưa đại chúng, còn một điểm số nữa, đó là nhờ sự cứu giúp của Thầy trụ trì mà năm nay chúng con còn được hưởng ngày kỷ niệm lễ cưới 50 năm. Hôm nay nhân dịp lễ tạ ơn, chúng con thành kính dâng lên quý Thầy vì ân sư của đời con. Cùng đại chúng thua văn hành bài thơ đồ bách nói về gia đình chúng con. Chúng con xin thưa, lần đầu tiên chúng con sáng tác về thứ này thì chắc chắn là văn cũng không hay, mà giọng thì dở hơn nữa. Xin có gì xin quý Thầy và đại chúng ban nghỉ. Ai ra sư về chỉ ra, tôi về quê nội câu đầu cưới em. Năm sau giao hạ lại thêm một thằng cu tí, ông thêm vui nhà cu tí bọc bề ba ba. Vợ chồng hòa thuận, bế con về chùa, về chùa cầu nguyện gia đình, cầu cho tất cả mọi người yên vui. Hôm nay ngồi tính sổ đời, 50 năm kỷ niệm lễ cưới đã qua, tam con về cháu sum vầy, cùng nhau tô đắp ngôi nhà tình thương. Họ đừng quên tu học làm đầu, tham xong giúp bỏ làm lần chưa quên, để cho tâm trí thảnh thơi đào đàn rộng mở đang chờ chúng ta. Mai sau chùa mới dựng lên, cùng nhau xây dựng mái chùa thân thương. Hỏi anh đọc Phật tiếp thành này. Hôm nay là ngày thọ Pháp định vị, chúng con
đã được đầy đủ thiện duyên cũng như được phép quý thầy sáng nay trước giờ công phu, chúng con đã tam bộ chấp pháp xung quanh chùa Ba Vàng Mọc. Và trưa hôm nay chúng con và gia đình sống sửa đầy đủ trang nghiêm cùng phong vật để dâng lên cúng dường mười phương tam bảo và quý thầy hiện tiền thân để làm lễ tạ ơn quý ngài đã cứu giúp chúng con. Ngưỡng mong quý thầy từ bi hoan hỷ chứng minh nhập thọ cho thầy Phật tử chúng con cùng gia đình được phong thiên công đức. Chúng con nguyện đem công đức này xin hồi hướng trong linh trang nghiêm tịnh độ và hồi hướng cho chư công đức, chư công đức hiện tiền được phát thể vô lượng kinh an, chúng sanh dị độ Phật quả thiên thành và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, kể còn ứng dụng mưa pháp phát nguyện chủ đề người đã qua đời ác đạo xa lìa thống thành Phật quả. Nam mô công đức long Bồ Tát Hoa Na Tát Tát Đại Chứng Minh. Như thời như của đồng hồ của
báo làm sự kiện tạ ơn. Sự kiện thứ hai là sự kiện kỷ niệm 5 năm cưới của vợ chồng Phổ Sinh. Tinh thần lễ tạ ơn đó, thì bàn bạc trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy, kinh Nikaya cũng như kinh A Hàm, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh tới người Phật tử luôn luôn nghĩ tới biết ơn và tri ân và biết ơn. Có một lần ngài nói với các vị tỳ kheo là những người dù sống đoàn ta mà người ấy không bao giờ nghĩ tới cái ơn và cái tâm tra ơn dù cho người ấy sống gần ta cũng như sống xa ta. Và người nào đó sanh vào thời không gặp ta, xa ta, mà người ấy luôn luôn nhớ ơn và biết cái phương thức để trả ơn. Tâm niệm như vậy thì người ấy dù cho xa ta bằng ơn gặp ta. Với tinh thần như vậy, dù thân tại gia hay xuất gia như vậy, từ cái truyền thống Nam truyền hay Bắc truyền thì Đức Phật luôn luôn khuyến khích và ca ngợi quý vị nhớ tới công ơn. Hôm nay thì chúng ta chỉ hàng ngày nói về công ơn tam bảo, công ơn cha mẹ, nhưng tên cái căn bản thì ơn tất cả. Thì sự kiện như sự kiện như đạo hữu Phật Sinh được trình bày là sự hiện hữu có mặt hôm nay là do nhân duyên như vậy, vì vậy cái này là ơn bày tỏ lòng, đó là cái phương thức tu tập người Phật tử. Chúng tôi thấy điều đó chúng tôi rất là tán thán cái hành nguyện như vậy. Điều thứ hai, sự kiện thứ hai là sự kiện mà kỷ niệm 50 năm sống chung với vợ chồng. Thì nhìn qua cái văn hóa phương Tây thì quý vị cũng biết là cái lễ bạc thì lễ 12 năm rưỡi, cái lễ mà vàng thì 25 năm, nhưng mà lễ kết cương thì 60 năm. Thì 60 năm thì rất là hiếm để mà kỷ niệm cái lễ đó. Thì riêng vợ chồng của bác Võ Sinh thì bác gần tới cái lễ kết cương như vậy thì cũng là điều rất khá, rất là quý, thấy trọng đi cái cộng đồng hay như cái văn hóa của phương Tây như vậy. Bởi vì chúng ta nhìn lại thấy con số mà thống kê chúng ta thấy từ phương Tây dây dị gần 99%. Đến cái phương diện như vậy thì tại sao mà vợ chồng của Quảng Sinh còn được sống tới bây giờ? Quý vị nhìn lại là cái văn hóa khác phá đông mình là văn hóa tập thể, văn hóa khối, vì do sự mà liên hệ với cha mẹ, với cộng đồng, với bà con, với nhau mà đứng trên vị văn hóa thì tồn tại tới bây giờ. Chúng ta nhìn lại đó, thì những người ở Việt Nam hay các người Việt Nam mà giữ gìn văn hóa của mình thì cái mức độ mà ly dị nó không có nhiều. Sau ở phương Tây mà xảy ra nhiều bởi vì sống theo cho cái gia đình quá, sống theo cái muốn riêng mình quá, mình không thấy rằng cái sự hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người khác, và sự khổ đau của mình là sự khổ đau của người khác. Họ luôn thấy cái tôi, cái ngã độc lập, đó là lý do mà họ đưa tới sự ly dị. Mà riêng đạo hữu, vợ chồng đạo hữu đã thấm nhận cái văn hóa từ trong hơi thở, từ trong cái cuộc sống của mình được hấp thụ ở cái văn hóa truyền thống cao đẹp của ông bà để lại. Cộng thêm, dĩ nhiên văn hóa đó chúng ta không thể tách rời cái văn hóa Phật giáo. Bởi vì khi nói tới văn hóa Việt Nam là văn hóa Phật giáo hay là Phật giáo là một, nhưng hòa với sự ảnh hưởng văn hóa Việt Nam có nghĩa là thấm nhuần cái giáo lý và Phật trong tiềm thức của mình. Đó là lý do mà giữ vững vợ chồng của đạo hữu Thiện Sinh tồn tại cho tới bây giờ 50 năm. Với sự gì nữa, chúng ta luôn quy ngưỡng tam bảo, tin tưởng Phật pháp tăng, có
cái gì đi nữa, chúng ta luôn luôn biết ơn cha mẹ, vâng lời cha mẹ và con. Vì vậy nhờ sự cộng đồng nhờ cái tâm bảo như vậy, mong mà đào hữu và cuộc sống vợ chồng tốt đẹp sẽ như là tất nhiên là nói như vậy. Thì hai sự kiện đó là hai sự kiện mà chúng tôi muốn mà trình bày nói ra là ta được cái đời sống đào phạm đức hạnh của vợ chồng anh chị. Một thêm một điều nữa cũng nhân này để tạ ơn, cũng nhân này mà thấy hình ảnh của cha mẹ mà sống tội như vậy, chúng tôi cũng không từ lời nói với đặc biệt là con cái gia đình của bác hữu bác sinh, thì các con thấy đó, thì trên cái phương diện mà chúng ta đừng bao giờ đòi học, chúng ta nhìn thấy cuộc sống của cha mẹ suốt 50 năm từ niềm tin chúng ta bảo vệ, đó là một gia tài lớn để cho mình có niềm hạnh phúc. Cái điều phúc là mà lớn nhất trong đạo Phật được nói và cái phước phát sinh trong đó, trong cái kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói rằng là cái điều phúc là cái điều sự vận may lớn nhất là người con có hiếu thảo. Thì hiếu thảo nó là nền tảng xây dựng hạnh phúc của mình. Sinh vào cái thời mà không có Đức Phật thì cha mẹ là vị Phật. Kinh Nhẫn Nhục có nói rất rõ điều thiện tối cao là người con có hiếu, và điều ác cao nhất, cực ác nhất là đứa con có hiếu. Tại hiếu đạo nó là cái điều mà nên đạo xin phúc cho đời. Mình sống mà có sự khổ đau bởi thân bởi tâm, bởi xa không ăn việc làm nó không được thuận lợi, mình nhìn lại cái mọi đầu mối dĩ nhiên trên cái nguyên tắc của nó thì có nhiều yếu tố, nhiều cái nhân viên, nhưng mà nhân viên lớn là chúng ta nhìn lại cái niềm tin của hiếu của mình. Thì như vậy thì cái hiếu đạo đó như thế nào, nhìn lại số 300 kỳ kiếp của Đức Phật nói trong kinh Phân Biệt, mong rằng ta lại qua vô lượng kiếp để mà tinh tấn mà nay mới thành tựu Bồ Đề, đó là toàn nhờ công ơn của cha của mẹ. Vì vậy nói như vậy có nghĩa rằng người muốn học đạo, người muốn phước thì không ngoài chuyện tinh tấn phục sự cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ. Như vậy hiếu thảo như thế nào? Trên cái văn hóa của Việt Nam, trên cái quy định của Phật giáo, dĩ nhiên trên cái thế gian chúng ta nhìn theo của Khổng hay là của Phạm Tử nói rằng là người Việt không có con nó là một là gì đó, là cái hiếu bất hiếu, vi tam như là vô tự là cái hiếu. Nhưng mà cái nhìn đạo Phật không phải như vậy. Là danh không ba cái danh thế với hậu đời là cái hiếu với cha mẹ. Và giữ thân thể của mình cho nó vững chắc và có hiếu với cha mẹ, thì đó là nền tảng cuộc sống chắc bản thôi. Nhưng mà trên đạo Phật cái hiếu đạo chỗ nào là dĩ nhiên khuyến khích cha mẹ biết quy tam bảo, biết chánh kiến, biết phục sự thiện pháp, mà từ con gia đình từ con được thiện phúc lớn, có một gia đình sanh trong chánh pháp và biết được cha mẹ các tu tập và được yên ổn như vậy, thì cái nhiệm vụ của tụi con tạo cho cha mẹ để tin chánh pháp thì đó không thật. Thế thì trên cái phương diện đó, cái hiếu thảo xây dựng cha mẹ tin Phật pháp điều đó không phải. Và tất nhiên muốn nói rằng chính mình là cũng được tu tập, chính con mình biết tin tam bảo, nương tựa tam bảo đó là cái hiếu cao nhất, đó là tức là phụng dưỡng trả ơn cha mẹ. Chẳng hạn như nói rằng mình cơm nước văn lời đó là căn bản tối thiểu, nhưng mà chính mình không được tu tập, không biết giới, không biết hình dưỡng, không biết tin ta bảo có chánh kiến, không tin nhân quả, thì đó là một phần lỗi lầm lớn trong cuộc đời. Vì vậy tất cả một sự hạnh phúc và phước đức là do cái tin ta bảo.
sinh quý thầy đã cho trời pháp nhũ chúng ta. Bây giờ thì có lẽ là trong đội chúng ta sẽ có một người có cảm tưởng về buổi lễ thế nào. Thì xin mời Thắng để có lời trong trình đó. Năm mươi giờ Phật trong gia đình con đã có một công sĩ là quý thầy cũng nhiều giờ cũng biết các đám thầy con và thì một số lòng chữa ở bên Mỹ thì không anh hai người con ha cũng cả ở bên Mỹ thì anh nói như vậy thì này anh mà không có bài để tiếp thì anh có biết một cái tâm thư nhờ con đọc lại cho quý thầy cũng như bây giờ thầy nghe. Thì sau đấy nhận tượng của dịch con thì có anh ba kế sĩ đại diện của Bà La. Thì xin đọc cái bài dưỡng như thằng hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý bác, quý cô chú đại biểu chùa Bạch Hạnh tại Bà La. Chúng con đang ở Hoa Kỳ xa xôi, chuyên không cùng cha mẹ về chùa trong dịp lễ tạ ơn 10 năm của gia đình họ Trịnh. Chúng con vẫn luôn thanh lòng hướng tâm về chùa và xin phép đầu thành thánh lễ cùng dâng lời tâm nguyện của mình một chút lòng tri ân mãi mãi xin được ghi vào bức tâm thư này. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý cô, quý bá, quý chú, như thường lệ hàng ngày ba con công phu sáng rồi đọc kinh giảng giải cho con cái nghe và học theo. Ba con thường dạy bảo luôn tu thân tích đức trong những ngày còn sống ở trần tục. Và ba không quên nhắc nhở về ngày tái sanh của ba tại chùa Bạch Hạnh mình. Đó là ngày ba bị tim ngạt ngừng thở, được thầy trụ trì trực tiếp hô hấp cứu lại mạng sống, bước qua khỏi tử thần. Đó chính là cái duyên khởi của ngày tạ ơn quý giá mà cả gia đình dòng họ chúng con phải luôn luôn ghi nhớ suốt đời. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý bác, quý cô chú, chính giờ thầy Minh Giá đã cứu mạng sống cha con. Không tin đã qua, bản thân con đang đi làm ở xa chưa về Hòa Lan. Con càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía, thật là còn hạnh phúc. Chứ không, con sẽ lo họ suốt đời vì đã không ở gần bên cạnh cha mình. Gia đình của chúng con thật sự sẽ không còn suôn sẻ ấm êm như ngày hôm nay nữa. Nghĩ đến đây, con càng thương cha, càng nghĩ thầy vô sâu. Xin cho con cảm tạ thầy trụ trì phân đức này. Gia đình chúng con người không bao giờ quên. Chúng con biết ơn phụng sự căn bảo, hầu mong trợ giúp ba con thêm nghị lực, thêm tâm lực để theo bó thầy, góp phần một gì căn bảo, cho ngôi chùa Bạch Hạnh được vững chãi, đạo cảm thanh tịnh trang nghiêm, để cùng Phật tử gần xa vững tâm tu hành phụng sự đạo Phật. Kính chúc quý thầy thân tâm thường an lạc, sức khỏe an khang, để nhiều giải Phật tử chúng con trên bước đường tu học cũng như gieo duyên để chúng sanh quay về Phật đà. Chúng con cũng không quên cảm ơn, cảm tạ tất cả quý bác, quý cô chú, đạo hữu hôm nay đầy tình minh đệ và lòng nhân từ, đã dốc hết lòng cứu cánh cha con, đã lo dòng dòng thuốc men khắp khắp duy trì thầy pháp cứu và đã giữ lúc cứu mạng ba chúng con. Chúng con thành tâm cảm tạ tất cả quý đạo nhân hôm nay. Cầu xin người tuân chi Phật gia hộ, quý bác, quý cô, chú, tâm bộ đời khi cố, xa lệ được thiền nào, mọi sự viên mạng. Kính chấp một cầu thêm của họ, mong quý thầy cùng quý bác, quý cô chú hoàn thiện nhận nghe. Con cha nghĩa mẹ ông thầy, chúng con nguyện mãi ơn thầy nhớ nghi. Tu lâm tích đinh tự tin, nghe lời cha dạy cảnh di theo thầy. Anh ơi có nhớ năm xưa những ngày con không ai người nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người hương thì đừng quên, công cha những núi xa xôi, nghĩa mẹ những nước trong mùa lan chảy, chúng con
Công cha như mẹ.